Xin chào và chào mừng các bạn đến với video phân tích chiến trường Ukraine trực tiếp trên bản đồ tối ngày 23 tháng 8. Trong video này, chúng ta sẽ bắt đầu với khu vực Pokrov trên chiến tuyến, nơi mà quân Nga đang tiến hành nhiều cuộc tiến công khắp các hướng. Ở Pokrov, Nga đang triển khai hai mũi tấn công chính. Thứ nhất, họ đang tiến về phía tây với mục tiêu là chiếm Pokrov. Thứ hai, họ đang hướng về phía nam để tấn công Kurakhov. Mục tiêu của Nga là giành quyền kiểm soát các vị trí phòng thủ của Ukraine ở phía đông và bao vây lực lượng Ukraine trong khu vực nằm ở giữa Kurakhov và Selidov. Để thực hiện được điều này, Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các vị trí phòng thủ của Ukraine và các cao điểm chiến lược ở khu vực này. Ở hướng tây, Nga đang nỗ lực chiếm Novorodivka và Horodivka, sau đó thì tiến đến Mihorod và Pokrov. Nếu như thành công, họ sẽ cắt đứt được một phần lớn nguồn cung cấp của Ukraine vào khu vực là Donetsk, làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine tại đây. Những diễn biến gần đây ở hướng Petrit cũng đã cho thấy quân Nga đang tấn công từ ba hướng khác nhau. Họ tiến vào từ phía bắc của thị trấn, từ phía tây, nơi mà họ đã chiếm được các vị trí phòng thủ, và từ phía đông, nơi họ đang cố gắng bao vây hoàn toàn khu vực này để tiến xuống phía tây của Skutnya, dọc theo các vị trí phòng thủ bên sông Vocha. Quân Nga thì đã tiến hành nhiều đợt tấn công về phía khu định cư là Pichor, nhằm buộc quân Ukraine phải rút lui về khu định cư tiếp theo. Họ cũng đã lợi dụng tình thế này để tấn công quân Ukraine khi họ đang di chuyển dọc theo con đường rút lui. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy quân Nga đang cố gắng bao vây các vị trí của Ukraine từ cả hai cánh, đồng thời gây áp lực trực tiếp để buộc họ phải rút lui về phía Kalivka. Tại Okivka của khu vực Pokrov, quân Nga đã chiếm được một vị trí phòng thủ từ phía đông Novorodivka, và điều này tạo ra điều kiện thuận lợi giúp họ tiến vào thị trấn này. Novorodivka là một thị trấn nhỏ nhưng có nhiều khu căn hộ cao tầng ở trung tâm và cả phía đông. Những khu vực này là các vị trí phòng thủ rất mạnh mẽ của quân Ukraine, và chưa kể đến các vị trí ở ngoại ô. Nhưng tuy nhiên, quân Nga đã phá vỡ phòng tuyến và tiến vào thị trấn. Nếu như họ chiếm được các tòa chung cư cao tầng, quân Nga có thể sẽ nhanh chóng mở rộng quyền kiểm soát trong thị trấn. Chúng ta có thể thấy rằng quân Nga đang tăng tốc và mở rộng cho các chiến dịch tấn công tại khu vực Pokrov, đặc biệt là ở hướng Horodivka. Tại đây, quân Nga đã chiếm được những vị trí phòng thủ cuối cùng mà quân Ukraine còn giữ ở phía đông Horodivka. Có nghĩa là toàn bộ khu vực này giờ đã nằm trong tay của quân đội Nga. Ở phía tây, quân Ukraine vẫn còn số một vị trí phòng thủ trên các cao điểm, khiến cho quân Nga gặp tương đối nhiều khó khăn khi mà di chuyển. Mặc dù có thể quân Nga sẽ cố gắng tiến dọc theo ven sông để chiếm các cao điểm và vị trí phòng thủ, nhưng khả năng xảy ra điều này là rất ít. Thay vào đó, họ có thể sẽ tập trung tấn công vào khu vực nằm ở giữa Horodivka và Novorodivka, và rồi sau đó tiến vào các vị trí phòng thủ từ phía nam, tiếp tục mở rộng sang hướng Sukhuya và ở phía tây Horodivka ở phía bắc. Lý giải cho việc quân đội Nga đang tăng cường các chiến dịch ở khu vực Pokrov là do cuộc tấn công ở Kursk của quân đội Ukraine. Hiện tại, tình hình có thể coi là một cuộc đấu trí giữa cả hai bên, với quân đội Ukraine đã điều chuyển một lực lượng lớn từ phía đông và phía nam di chuyển về hướng Kursk, bao gồm cả các lực lượng dự bị chiến lược nhằm thực hiện cuộc tấn công này. Theo các nguồn tin từ Nga, Ukraine đã tập trung từ 20 cho đến 30% quân đội của họ tại hướng Kursk. Điều này cho họ thấy rằng quân đội Ukraine đang tập trung rất nhiều lực lượng ở phía bắc. Họ cũng đã điều động một lượng lớn pháo binh và không quân tới đây, khiến cho khu vực ở phía nam và phía đông gần như là không còn nhiều lực lượng phòng thủ. Điều này có nghĩa là phần lớn sức mạnh quân sự Ukraine hiện đang tập trung ở phía bắc. Trong khi đó, lực lượng ở phía nam chỉ còn là nhiệm vụ giữ vững chiến tuyến trong khoảng thời gian rất lâu nhất có thể. Mục tiêu của Ukraine là mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ của Nga càng nhiều càng tốt, để sau đó có thể thực hiện đàm phán theo điều kiện của họ. Để đạt được điều này, họ cần phải chiếm thêm nhiều lãnh thổ hơn nữa. Vì thế, họ đã dồn hầu hết lực lượng chiến đấu ở về phía bắc, đồng thời cố gắng làm chậm bước tiến của quân đội Nga ở phía nam. Ban đầu, Ukraine hy vọng cuộc tấn công của họ sẽ buộc quân Nga phải di chuyển lực lượng từ phía nam và phía đông lên phía bắc. Nhưng tuy nhiên, Nga chỉ điều động một lữ đoàn từ hướng Chasivya lên phía bắc, và Ukraine ngay lập tức nhận thấy đây là cơ hội để giành thêm lãnh thổ, vì Nga đang không hoàn toàn chú trọng đến việc đầu tư nguồn lực vào khu vực này. Ngược lại, Nga xem việc Ukraine điều động lực lượng từ phía nam và phía đông là cơ hội để họ đột phá khu vực này. Mục tiêu của Nga là chiếm quyền kiểm soát của thành phố Pokrov ở phía nam. Nếu thành công, Nga có thể bao vây hoàn toàn tuyến đường là Sovyanka và Kostyan Yanivka ở phía đông, hoặc tiến tới Dnipro từ biên sườn, nơi mà Ukraine không có nhiều vị trí phòng thủ ngoài khu vực Donetsk. Điều này có thể sẽ dẫn tới việc Nga sẽ bao vây toàn bộ quân đội Ukraine ở phía nam. Nga đang xem xét kế hoạch này vì Ukraine đã rút nhiều đơn vị chiến đấu tinh nhuệ từ phía nam và phía đông để chuyển về phía bắc, bao gồm cả lữ đoàn cơ giới số 47.
vốn là từng chiến đấu tại khu vực Pokrov. Báo cáo đầu tiên về việc một xe tăng M1 Abrams của Ukraine đã bị phá hủy ở phía Bắc đã được công bố, và điều này xác nhận rằng lữ đoàn cơ giới số 47 đã được điều động lên đây cho dù chưa có hình ảnh chứng minh. Nhưng tuy vậy, thông tin này xuất phát từ một nguồn tin đáng tin cậy nên rất có khả năng nó là sự thật. Như vậy có thể thấy rằng Ukraine đã gần như điều chuyển hết các đơn vị chiến tuyến mạnh nhất của họ ở lên phía Bắc, chỉ để lại lực lượng phòng thủ ít ỏi ở phía Nam. Điều này sẽ cho phép Nga tiếp tục phá vỡ từng tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía Nam, nơi mà mục tiêu của Ukraine chỉ là cố gắng phòng thủ càng lâu càng tốt. Trong khi đó, họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công chính ở phía Bắc. Dù vậy, những gì mà đang diễn ra ở Kursk có thể chỉ là khởi đầu, vì chỉ một phần nhỏ lực lượng Ukraine ở phía Bắc đã thực sự tham gia vào trận chiến. Tiếp tục với các diễn biến trên chiến tuyến, ở khu vực Druzhba, quân Nga đang từ từ chiếm được ngôi khu định cư này. Ngay sau khi mà kiểm soát hoàn toàn Pervitchna, quân Nga đã hiện đang di chuyển để giành quyền kiểm soát ở Druzhba. Việc này sẽ đảm bảo vị trí ở sườn phía Bắc cho khu vực Toretsk và mở đường cho họ tiến sâu hơn vào thị trấn. Quân Nga thì đang tập trung vào việc phát triển các hoạt động tấn công ở phía Bắc trước khi tiến vào vị trí trung tâm của cả khu vực. Bên trong thành phố, quân Nga cũng đã kiểm soát hoàn toàn New York, và hiện tại các cuộc chiến vẫn đang tiếp tục từ các vị trí phòng thủ trên cao điểm và trong thị trấn Nelipivka. Tại khu vực Bakhmut và Chashivya, quân Nga cũng đã có một bước tiến nhỏ ở phía Bắc Kalinia. Tại đây, quân Nga đang củng cố các vị trí chiến đấu của mình để chuẩn bị cho các kế hoạch tấn công mới. Điều này có nghĩa là quân Nga đang tích cực tiến vào một số khu định cư và khu định cư nhỏ xung quanh Bakhmut như Dubovo, Vasilivka và Berkhivka. Quân Nga cũng đã phá vỡ tuyến phòng thủ ở sườn phía tây của Chashivya và tiếp tục tiến vào các khu định cư để tấn công các lực lượng Ukraine đang ở phía sau. Chuyển sang khu vực Kursk, chúng ta thấy đây là bước tiến quan trọng đầu tiên của quân Ukraine ở phía tây. Họ đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm phá hoại trên tuyến đường sắt. Điều này đã thành công trong việc hạn chế đi khả năng di chuyển của lực lượng quân Nga và làm chậm tiến trình của họ. Đồng thời điều này giúp quân Ukraine dễ dàng bao vây quân Nga ở bất kỳ khu vực nào trên chiến tuyến Kursk, bởi đây là mục tiêu chính của họ. Mục tiêu ban đầu của quân đội Ukraine là mở rộng khu vực xung quanh Kursk, đặc biệt là ở Belota, và tiến vào phía bắc gần với tiền tuyến đường sắt của Brensk. Họ cũng đang di chuyển dọc theo các vị trí phòng thủ từ bờ sông Sen và phía tây Kursk. Ở Kursk thì quân Ukraine đã tiến gần hơn về phía bắc và phá hủy đi một số tuyến đường sắt để cắt đứt nguồn cung cấp của quân Nga. Ở phía nam thì quân Ukraine tiếp tục các hoạt động chiến lược nhằm cắt đứt nguồn cung cấp của quân Nga, khiến khả năng di chuyển của họ trở nên hạn chế. Như vậy thì quân Ukraine đã đạt được một số thành công đáng kể ở hướng Kursk. Có thể thấy, tình hình hiện tại có thể được coi là một cuộc đấu trí giữa Nga và Ukraine, với Ukraine đang tập trung vào việc mở rộng và chiếm đóng lãnh thổ ở phía Bắc, trong khi đồng thời cố gắng làm chậm tiến độ của quân Nga ở phía Nam càng lâu càng tốt. Về phía Nga, mặt khác thì họ đang tận dụng cơ hội này để gia tăng áp lực ở phía Nam và tiến hành các cuộc tấn công nhằm bao vây các lực lượng của Ukraine. Đây là một cuộc đấu trí giữa hai chiến lược khác nhau và diễn biến sắp tới sẽ cho thấy bên nào có lợi thế trong cuộc xung đột này. Và đó là tất cả những gì có trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.